các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu các bác loại trầm trắng bạch long. Đây các bác. Mọc lắm. Đây đang mọc rất nhiều mầm mầm con này. Các bác phải mua một cái chậu về các bác dựng đứng lên này nhá. Không cố định cái này nặng quá cho nó võng xuống. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Em về được khá nhiều đấy. Đây các bác. Nó hơi lỏng lỏng cái phần này nhưng mà dễ bám thuần à. Đây, cái giò đẹp lắm. Mặt hoa đây các bác, cực kỳ đáng chơi luôn. Trầm trắng mà nó rụt rịt nó lại không to lắm đâu. À không dài lắm đâu, nhưng mập lắm. Thân nào thân đấy. Trầm trắng này như đợt trước là em bán 600 nhưng bây giờ thì em bán 500 thôi ạ. Được 2 3 ngọn. Không có những mầm nhỏ nữa. Cái này nó lỏng lỏng này, không phải là thối được các bác nhé. Về không ảnh hưởng gì đâu. Đây. Nó vẫn sinh trưởng để con là mầm. Nó nặng quá. Những cái bé cây mà mầm mầm bé hơn thì nó không nặng thì nó không bị như thế. Là em bán là 500 một bảng này ạ. Đây là hàng của Đài Loan các bạn. Nói chung mấy cái bên đấy mấy cái bên đấy toàn những dòng mặt hoa đẹp. Đây loại này hoa đẹp thì em cảm thấy đẹp nhất này. Tiếp tục đây là phi điệp tím lai mấy cả trầm rồng đỏ này. Đây các bạn, một số đây nó thành thân này. Nó dài cỡ có cây thì dài dài thì 1 2 ngọn, nói chung nó 1 2 ngọn. Em lấy thước con đo. Nó cao có dài khoảng 30 hoặc trên 30. Đây nó thành bảng rồi các bạn. Về các bác chỉ treo thôi. Đây. Đây có một số giỏ đây. Đấy, nó thành như này. Đấy các bạn. Cái này là 200 một bảng các bạn. Dài lắm rồi, sang năm nó có hoa. Mặt hoa đây này. Cho các bác xem mặt hoa. Đấy các bạn. Tím đậm luôn. Cực kỳ đậm. Thân nó cũng dài nữa. Cái này là phát triển từ kia nên là các bác yên tâm là mặt hoa chuẩn luôn ạ. Đấy cho các bác xem lại. Nếu mà hai ngọn thì nó ngắn hơn. Một ngọn thì nó đây. Còn những cái này thì nói chung một số cái nó hỏng thì em sẽ không bán đâu. Đẹp mới bán cho các bác. Đây nó có 1, 2, 3 ngọn đấy. Đây. Đây các bác. Đấy. 200 một bảng thôi các bác. Về cứ thế treo lên thôi. Hoặc các bác trồng thêm vào chậu cũng được. Trầm rồng đỏ lai phi điệp. Đây tiếp một mặt hàng để phục vụ Tết cho các bác là châu Tết. Châu đai châu hồng cánh sen. Mặt này to lắm. Đấy các bác. Nó dài khoảng... lá này được 20 phân. Bản rộng tầm khoảng 4 ạ. Cây to lắm. 10. Được 2 4 5 cặp lá to các bạn. Nhìn đây các bạn. Cái này là đai châu hồng cánh sen này thì một cái giống mới của đây, lá nó cũng ngắn rụt gì thôi, nó không dài đâu. Là em bán cái này là 500 một cây như này. Đây, hồng cánh sen này. Đây giống mới. Đây cánh các bác thấy cánh nó tròn vo này. Đấy. 500 một cây đấy. Nó trâu thì hơi đắt. Còn đây là nghé. Trâu giống ạ. Các loại màu luôn. Đây các bạn. Trâu giống này các bác nuôi nuôi để thành ra những cái con to này thì nó phải từ những con bé này này. Đấy, từ những con bé này thì là 100.000 thì được ba cái con này. Ba con trâu bé này các bác. Các bác lấy thì lấy mấy chậu cũng được. Cứ 35.000, có nghĩa 100 thì được 3 cái. Đấy, hôm nay về nhiều loại phết đấy. Cả trâu, cả nghé, cả. Đây Pháp đấy các bác. Cứ 13 15 ngọn. 2 4 6 70 phân. Đây.
Em gửi cho bác thì không có bác nào chê cả vì rất đẹp. Gửi chậm cũng được, ở miền Bắc gửi chậm được. Táp là 800 một chậu, là một bảng 45 thân. Có nhìn cái giá thể trên nó xanh rì rêu là nó đã thuần rất là lâu rồi. Đây, bên này nữa, giải lụa 800 một bảng ạ. Còn đây là Châu Như, lúc nào cũng có các bác nhé, hàng về liên tục. Ta ly thì nó mập mập, nó ngắn hơn này. Châu Như thì nó cái này cũng sổ số phết đấy. Đây các bạn, em thấy có cả cái xanh cái đỏ. Hy vọng mặt hoa đẹp. Châu Như 80 ạ. À, ta ly đây các bạn. Mập rụt rịt luôn. 90.000 chậu. Nó quanh năm, cái này 2-3 năm có hoa. Còn hà thủ đỏ thì hôm nay em về các loại là mùa này hiếm lắm rồi các bạn. Mùa này người ta đi rừng, cái cây nó già quá, tìm nhìn không thấy cái cây đâu. Cái này em vẫn bán là loại 1 cân mới hơn cân là đi 150 ạ. Có củ này 6 cân. 6 cân là 200 cân. Hà thủ ô. Đùi gà thì cũng vừa về đẹp lắm các bạn. Đây. Đùi gà 150 một cân, 150.000 một cân đùi gà. Đây tổng hợp là trâu này, phi điệp này, trầm trắng này. Con này thì vẫn có hỏa hoàng cam này, vũ lữ. Mặc thu hôm nay, mặc xuân mặc thu thì có quanh năm các bạn. 80.000 một cân các bạn nhé, 10 cân là 60.000. Tóc tiên, mỗi tóc tiên mấy cân tóc tiên đấy. Tóc tiên Bắc đúng không? Dài tầm 1 mét này, 150 một cân. Đây là hương vali, hương vali nhìn sợ quá. Hương vali có ít thôi, 200 một cân, có 2-3 cân. Còn lại vật tư vì rêu rừng dấn vụn thì các thứ mọi thứ đều thoải mái các bác nhé. Có thêm cả dấn cọng này, cộng thành từng sợi này. Loại này là 40.000 cân, loại đắt lắm, càng ngày càng khó làm. Có thành từng sợi này. Em có thêm cái loại, mấy cái loại móc treo lan này các bạn. Đây, đây nó là thẻ tên. Đây có 1.000 cái. 100.000 là được cái loại này. Thẻ này cứng và dày và bền lắm, nó phải dùng 4-5 năm không hỏng được. Có nhiều món, màu xanh, màu đỏ, tím, vàng, trắng, cam cũng có. Móc trò này là 100.000 là được 100 cái ạ. Còn móc này thì là 100 cái thì có 70.000 thôi. À, cái thẻ ghi tên này này. Đây, thẻ này thì đây. Thẻ này thì có ấy thôi ạ. Có 100 cái thì có 70.000 thôi ạ. Các bác để ghi tên lan để tránh cái tình trạng quên đấy. Hoặc là mình ghi một số vùng miền thì mình phải ghi vào tên để nó nhớ, nếu không thì mình có thể sẽ bị nhầm lẫn. Đấy, rất là tiện dụng các bạn. Đây các bạn. Đây là dây buộc lan này, vẫn 80.000 một cuộn này. Rồi các bạn lấy hàng gì thì nhắn tin hoặc gọi điện thôi, em gửi hàng nhé. Các bạn muốn chuyển nhanh chuyển chậm thì bảo em nhé. Cảm ơn các bạn.